Quý vị và các bạn, đây là cây sầu riêng. Và giống sầu riêng ở đây là giống Ri6. Và để nhân giống sầu riêng thì người ta áp dụng phương pháp là ghép. Và trong phương pháp ghép thì có hai yếu tố quan trọng, đó là gốc ghép và chòi ghép. Về gốc ghép thì tôi không có nói trong video này, nhưng mà bây giờ tôi sẽ nói về chòi ghép. Để chọn chòi ghép tốt thì thường thường người ta chọn như thế nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ xem cách để tôi lấy cái chòi ghép mà người ta thường lấy ở vùng Bến Tre. Đó là một cây sầu riêng to như thế này đây. Thì cây này nó có trái rồi. Và để cho chọn chòi ghép thì người ta không có lấy những cái chòi ghép ở phía ngoài đuôi cành như thế này. Những cái chòi này cũng lấy được, nhưng mà thường thì người ta không lấy. Mà ta sẽ chọn những cái chòi ghép nằm ở phía trong thân cây. Nó ra cùng với vị trí của trái đây nè. Những cái chòi mà nó nằm ở trong, nó khuất nắng. Và thường thường thì những cái chòi này nó rủ xuống. Ngọn nó nằm ở phía dưới đây. Và cái gốc cành thì nó nằm phía trên. Đây nữa. Và tôi sẽ bẻ một cái cành mà thường người ta lấy làm chòi ghép để ta xem. Và hôm nay thì tôi không có mang kéo ở đây, chứ thường thì người ta cắt bằng kéo nha, chứ không ai bẻ bằng tay như tôi như thế này đâu. Rồi, tôi vừa bẻ được một cái cành mà người ta chọn làm chòi ghép đây. Đó, cái cành này. Và như cành này thì ta lấy được đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Riêng trên cái cành này thôi thì sẽ lấy được 7 cái chòi ghép. Phải cái mắt ghép. Đó, đơn giản như thế. Và còn cái yếu tố lưu ý quan trọng nữa là trước khi cắt chòi ghép như thế này thì cây cần phải cách ly phân bón trong khoảng từ 20 ngày đến 1 tháng. Đó là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Nhưng mà trước đó thì cây có dùng phân bón để cho nó phát triển cành, nó phát triển chòi tốt hơn. Nhưng mà trước khi cắt lấy chòi thì cần phải cách ly phân bón, nghĩa là không bón phân. Còn nếu như mà cây bón phân thì tỷ lệ ghép sẽ rất thấp.